Đồ Nhật Thanh Huyền xin được kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Đồ Nhật Thanh Huyền. Video hôm nay thì Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ gửi tới các bác một cái video mà hướng dẫn sử dụng cái em máy Daikin 3-in-1 hay có thể gọi là 4-in-1 cũng được, vì ngoài các chức năng là lọc không khí, bù ẩm và hút ẩm ra thì máy có thêm một chức năng là sấy quần áo các bác nhé. Rồi, màn hình phía trước là thể hiện nhiệt độ, thể hiện độ ẩm hiện tại ở trong không khí là bao nhiêu phần trăm này, với mức từ 30% cho đến 70%. Ok được chưa ạ? Rồi, và nút ngoài cùng màu hình tròn này chính là nút tắt bật khởi động của máy. Đồ Nhật Thanh Huyền thì đã dịch một cái bản dịch ra rồi, vì là in file ngang nên chữ hơi nhỏ một xíu, các bác chịu khó chụp lại màn hình. Chụp lại màn hình như Đồ Nhật Thanh Huyền đang giữ nguyên để các bác chụp lại. Hoặc các bác có thể liên hệ qua số điện thoại Zalo 0936811346 như ở bên góc bên phải video chúng ta đang thấy, để Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ gửi cái file mềm cho các bác qua Zalo. Hoàn toàn là free luôn các bác nhé. Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ hỗ trợ các bác luôn, kể cả các bác có mua hàng tại shop hay không ạ. Vâng, rồi chúng ta sẽ vào máy ở đây. Vì em này mới dùng ở chế độ chế độ tốt, bù ẩm tốt cho da và họng, nên là máy đang cảnh báo là phải đổ nước ấy, giống như bản dịch của Đồ Nhật Thanh Huyền đã ghi này. Đầy nước nếu như mà chúng ta dùng ở chế độ bù ẩm, đổ nước nếu như mà chúng ta dùng, đầy nước nếu như chúng ta dùng ở chế độ hút ẩm, còn cần phải đổ nước vào nếu như chúng ta cần dùng ở chế độ bù ẩm các bác nhé. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang để chế độ là tốt cho da và họng này, chúng ta sẽ tắt đi để cho sấy đi. Đấy, sấy quần áo rất là mạnh mẽ đúng không ạ? Thôi đó. Rồi Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ quay lại việc chính của chúng ta luôn. Rồi, bên phải màn hình chúng ta nhìn thấy đây, đầu tiên thay đổi chế độ là lọc không khí này. Lọc không khí này thì có cái phần hút bụi và khử mùi. Tiếp theo là bù ẩm, tiếp theo là hút ẩm. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ để chế độ lọc không khí này nhé. Nút tắt bật nguồn điện. Còn nếu như mà chúng ta không muốn rảnh tay mà không muốn phải chọn từng chế độ thì chúng ta có thể để chế độ đây, chế độ tự động cho máy tự chạy. Rồi, sau khi để máy tự chạy chúng ta sẽ nhìn thấy này. Cứ ấn nút menu ở đây có phần nước khử mùi này, dọn phòng, hoạt động xuyên đêm, sấy quần áo và cái bù ẩm mà tốt cho da và họng các bác nhé. Cái chế độ này Đồ Nhật Thanh Huyền sẽ khuyên các bác nên dùng khi chúng ta ở trong phòng điều hòa hay bị khô da, hoặc là nhà có người già và trẻ nhỏ, đặc biệt nhà mà có người về bệnh hô hấp ấy, thì nên dùng cái chế độ đó. Rồi tiếp theo ở đây, đây là mức gió. Mức gió thì có các mức là thứ nhất là phấn hoa, thứ hai là siêu mạnh, thứ ba là mạnh, thứ tư là tiêu chuẩn, thứ năm là yên lặng, và thứ sáu là tự động. Chúng ta có thể chọn ở đây, được chưa ạ? Ở đây thì hiện tại đang để chúng ta, xin lỗi, máy đang chạy đây, chúng ta sẽ về mức lọc khí này thì mới chỉnh được cái mức gió này. Rồi, chọn yên lặng thì nghe thấy nhẹ hơn đúng không ạ? Tiếp theo, cái bên cạnh cái mức gió này chính là cái độ ẩm. Chúng ta có thể ấn và chọn độ ẩm thấp hơn này, tiêu chuẩn cao hơn hay là mạnh mẽ liên tục luôn. Ngoài các chức năng ra thì có thêm một cái chức năng là hẹn giờ. Hẹn giờ tắt là 1 tiếng sau hay là 4 tiếng sau hay là 8 tiếng sau, chúng ta ấn vào đây. Và từ 1-4-8 này thì ấn thêm một lần nữa thì sẽ thành tắt cái chế độ hẹn giờ các bác nhé. Đây là cái phần đảo cánh này, chúng ta có thể ấn để máy đảo cánh ở bên trong. Đó. Chưa ạ? Rồi, đây là vệ sinh ở bên trong. Đây thì hiện tại máy đang chạy đây. Vệ sinh bên trong ấn và giữ nhé. Ấn một lần này. Rồi, tiếp theo ở đây là những cái phần là reset lại, ấn 2 giây hay là reset, ấn 2 giây tương ứng với các phần ở trên. Ở đây là kiểm tra này, kiểm tra máy. Máy có thể là có vấn đề về kỹ thuật, kiểm tra thì cho chọn lại. Tiếp theo, sửa sạch vệ sinh này, trao đổi này, Unit 1 bộ lọc tạo ẩm này, Unit 2 bộ lọc làm sạch không khí ấy. Và chúng ta sẽ reset lại những cái chế độ này. Tiếp theo nữa, ở đây sẽ có một cái phần đây là máy đang hoạt động, cũng như là cái phần khóa trẻ em. Khóa trẻ em giữ 2 giây các bác nhé, ấn vào giữ 2 giây. Thế là ok. Còn đây là đèn nhé, đèn của máy này. Tắt bật
Ok, và trên đây thì Đồ Nhà Thanh Huyền đã giới thiệu qua các chế độ cũng như cái cách thức hoạt động của em máy Daikin 301 này rồi. À, quên mất giới thiệu các bác. Ở bên trái này thì tức là cái đèn cảnh báo với chữ này, chữ nhà có bụi này. Còn bên phải là đèn cảnh báo là nhà có mùi. Đấy, trong phòng có mùi. Thì tùy vào chất lượng của cái mùi cũng như là cái không khí bụi đấy. Nếu như mà nó không quá nhiều bụi thì đèn nó sẽ là màu xanh. Còn nếu như là nhiều bụi ấy, hay mùi nặng ấy, thì nó sẽ chuyển sang cảnh báo là đèn màu cam, màu đỏ các bác nhé. Thì lúc đấy chúng ta nhìn vào chúng ta đã biết là chất lượng không khí hiện tại ở trong phòng mình là bao nhiêu, như thế nào. Ok, và Đồ Nhà Thanh Huyền thì bán rất nhiều cái mẫu này. Bác nào mà ưng ý cái em máy này rồi mà chỉ cần mua một cái em máy mà sử dụng được cả năm thì hãy mau chóng liên hệ ngay với Đồ Nhà Thanh Huyền qua số điện thoại Zalo ở bên phải màn hình chúng ta đang thấy. Đồ Nhà Thanh Huyền thì bán hàng trực tiếp tại địa chỉ số 9 ngõ 114, đường Hậu Ái, xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Đồ Nhà Thanh Huyền.